இருக்கு.
theo dõi tiết mục đua xe đạp của hai diễn viên Tề Thiên. Áo xanh quần đỏ là Cherry, quần vàng áo trắng là Tony Tèo. Bây giờ thì Tony Tèo đang dẫn đầu. Xin mời Cherry lên xe, cố lên nhanh lên. Mẹ rồi. Vượt theo Tony Tèo, nhanh lên. Cherry nhanh lên, cố lên, đạp nhanh lên. Và bây giờ Tony Tèo vẫn đang dẫn đầu. Thì hai vận động viên đua xe đạp ngang nhau. Tony Tèo không được xuống xe lên. Chúng tôi đang nhận thấy là phần thắng có lẽ là về Tony Tèo. Lên xe, cố lên chưa đi. Bạn đứng ve qua bên này chút xíu để không che tầm nhìn quý vị khán giả ngồi trên những hàng ghế. Kính thưa quý vị, và bây giờ tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức tiết mục kinh hoàng xiếc Việt Nam Got Talent mà quý vị đã từng xem qua trên màn ảnh nhỏ. Sau đây với sự hiện diện của nhóm xiếc Hoàng Tân.